Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói. Khi ấy quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông." Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt Người trên nóc để thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ.